Hello, chào buổi sáng cả nhà. Em đang ở cái resort Victoria núi Sam, thì theo như lời của anh bảo vệ nói là phía trên đỉnh núi Sam này cũng đẹp lắm. Thì bây giờ em sẽ quay đầu xe và em đi lên phía đỉnh núi Sam này cả nhà nhé. Đây là cái bãi đầu xe của resort Victoria núi Sam. Thì có bãi đầu xe thì mình tiếp tục mình đi tiếp là mình sẽ đi lên đỉnh núi. Thực sự là chưa bao giờ lên đây và cũng không biết trên này có gì, thì cứ đi thử thôi. Đây, mình lên đỉnh núi cả nhà. Đường lên đỉnh thì nó rất là dốc ở núi Sam này, có tới 10 độ luôn, mình nó ngắn lắm. Đây có những biển cảnh báo rất là nhiều, không biết trên này có gì thì cứ đi và khám phá cả nhà ha. Quay được không em? Thấp thấp ở được. Ok, cả nhà nhìn thấy dốc chưa? Dốc cao lắm luôn á. Đây em cho sếp bà xã quay. À đây, trên này có một ngôi chùa, chùa Long Sơn. Đây, đề nghị em quay qua bên anh là em sẽ thấy chùa Long Sơn. Đây cái nhà hàng kia, hôm qua em bay flycam em nhìn thấy cái ngôi chùa này, thì để xem coi có đường vào nó ở chỗ nào. Rất là đẹp, to lắm luôn á cả nhà. Chùa Long Sơn. Ôi, đỉnh núi mà có thiết kế rất đẹp. Chắc phải đi bộ cái hướng kia là hướng vào đấy em. Đây, em quay sơ sơ bên này. Để được thì tí em sẽ bay flycam, em sẽ giới thiệu cho cả nhà quang cảnh đây, cái đường vào đây, đường ô tô đây này. Đó, chùa Long Sơn đây. Ôi dốc dữ lắm. Đây, trên này có những cái hàng hàng quán luôn ha cả nhà ha. Mà dốc rất là dữ, dốc cao. Ok đi, kệ đi. Đây. Ôi, điểm cảnh báo dốc cao lắm. Anh bác bảo vệ nói là cứ đi lên cái dốc đỉnh này đi. Trên này có một cái bãi xe rất là lớn, giống như dưới resort của mình vậy đó. Đỉnh núi nè. Ồ. Mây mù luôn ha. Đây đường rất là đẹp nha cả nhà. Đường rất là đẹp. Đây cũng có một cái chùa nữa là chùa Vĩnh Lộc. Ồ, đi vào trong ha. Ồ, trên kia có một cái gì đây. Đây tiếp tục cái nhà này. Cameraman nãy lên quên thắt. Nó kêu sùm hả mẹ. Đây. Càng lên dốc nó càng cao nha cả nhà nha. Dốc lắm. Ôi. Dốc đây lên đây còn thấy sương mù. Sương mù nha. Trời ơi nó đẹp. Đây cả nhà. Ồ trên này là gì để em đi từ từ coi. Cái này là cái bãi gì đây? Linh Sơn Tự. Ồ. Bàn chân tiên. Ồ chút xíu mình xuống đi mình tính ha. Em lên tới đỉnh luôn nha. Rồi bà chịu quay cả đẹp làm tóc nha em yêu. Thôi. Khướng má. Đây. Đang tập trung leo đồi cả nhà ơi, leo lên đỉnh núi. Ồ. Hàng chi hôm qua em hỏi trên này đẹp không, rồi nó rất đẹp. Và có một cái bãi xe cực kỳ lớn ở trên này để mọi người, chắc là mọi người tham quan. Ai lên tới đây rồi thì mình cũng chịu khó mình chạy xe lên đây để mình xem. Ồ. Đây nè. Bãi dừng xe nè, cấm xe. Ở đây hết rồi hả? Cấm xe rồi, tới đây là hết rồi. Đây là người ta cấm xe, người ta không 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 cho lên nữa.
Rồi hết rồi, cấm ô tô xe máy luôn. Ok thôi được rồi, bây giờ mình kiếm chỗ mình hả? Mình đậu xe hả? Mình đậu xe mình ngắm thử. Đây là bãi giữ xe ở trên này. Ok. Rồi tạm ngưng ngay, mình xuống ngó phải. Rồi đây là cái khu đậu xe đây. Đi bộ lên đó mẹ. Rồi ok. Đi bộ lên trên đỉnh núi, tới đây là không được đi xe lên rồi. Đây. À bấm cái nút này là quay luôn mẹ, khỏi khỏi phải bắt nguồn. Rồi ok, lên 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 đây, khu vực quân sự cấm đổ xe. Đổ rác. Hướng nào hả ta? Ở đây khu vực này. Hả? Khu này hả? Miếng đi lên đi. Ồ trời mưa, nên đây có mấy bè. Miếng làm nha. Ok. Đây, trên đỉnh núi là có miếng bè. Trên này có những cái cột thuộc lâu. Rất là đẹp ở trên này. Hay quá. Bỏ công lên đây. Dinh trại quân đội. Bề đá xa thật ở đỉnh núi Sam này. Của đá này có lâu lắm ha chị. Đứng thắp nhang đi mẹ. Để trong rồi đó. Dạ. Đỉnh núi Sam này là người. Miễn nha, anh đi vòng sau này nha. Đi vòng ra sau này. Đẹp quá. Mây sương mù. Rồi á, xung quanh rồi đó các nha. Nhìn đỉnh núi đi. Ồ, mây màu sương luôn. Rồi ok, đây luôn. Như bà. Ở trên đây có cái doanh trại quân đội ngày xưa. Thôi nha, bye bye cả nhà nha.